Thanh Tuấn và Dung Văn Dung Dẻ xin chào mừng tất cả quý bà con cô bác đang đến với đêm nhạc của hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, và kính chúc cho quý bà con cô bác một đêm thưởng thức âm nhạc thật là vui, thật là hạnh phúc ạ. Dạ. Và hôm nay là mùng thứ 11 rồi đó Tuấn. Dạ, vậy là coi như là mình hết Tết. Tất cả quý bà con đã đón một cái Tết trọn vẹn cùng với gia đình. Và bây giờ thì chúng ta quay trở lại với cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà quý bà con, cô bác đừng quên là mặc dù là chúng ta làm việc mỗi ngày, nhưng mà chúng ta còn có cái nhu cầu giải trí. Và hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn sẽ là một cái điểm để mà tất cả quý bà con, cô bác chúng ta giao lưu, chia sẻ và đặc biệt là thể hiện giọng hát của mình nữa, dành cho những ai yêu nhạc. Dạ, và tất cả quý bà con cô bác, các anh chị mình yêu thích âm nhạc thì mình có thể đến hội quán cũng như là mình thử giọng, cast cái giọng của mình, sau đó là mình đăng ký với lại ban tổ chức bên đây. Và mỗi tuần thì là thứ ba, thứ năm thì sẽ có giao lưu âm nhạc tại hội quán ạ. Dạ, và ngày hôm nay thì cũng như thường lệ, hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn chúng ta sẽ có những cái đêm nhạc cố định vào thứ ba và thứ năm. Đặc biệt là vào đêm thứ bảy thì chúng ta có thể gặp gỡ được các nghệ sĩ, những người nổi tiếng mà quý vị vô cùng yêu mến. Bên cạnh đó, vào đêm thứ bảy thì chúng ta còn có chương trình bốc thăm trúng thưởng với những phần quà rất là bất ngờ. Và chị Dung Văn Dung Dẻ sẽ là một trong những nhà tài trợ cho những cái phần thưởng đó. Dạ, cảm ơn Thành Tuấn rất nhiều. Và bà con cô bác mình có thể liên hệ với lại hotline để mình đặt những cái tấm vé, những cái chỗ ngồi để hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn sẽ phục vụ với bà con cô bác một cách tốt nhất ạ. Dạ, và trước khi mà chúng ta chia sẻ những thông tin thú vị tiếp theo về những đêm nhạc của hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn thì chắc là bây giờ sẽ không làm mất thời gian của quý vị nữa. Chúng ta sẽ gặp gỡ với tiếng hát đầu tiên, đúng không chị? Dạ, và một giọng hát rất là thân quen. Bà con cô bác có thể là đã xem ở trên fanpage của anh Khương, xem trên kênh YouTube và đặc biệt là chị thấy trên các cái nền tảng TikTok á, share rất là nhiều và cover rất là nhiều. Đố em biết là ai? Dạ, cái này thì ca sĩ của hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn rất là nhiều, các thí sinh rất nhiều nè, rồi ca sĩ khách mời nữa, nên là chắc là cũng hơi khó đoán xíu. Chị Dung bật mí xíu cho em đi. Đó chính là chị Liên. Dạ. Một người chị mà gọi như là chị hàng ngày thì chị bán vé số đó. Rồi dạ. Sau khi mà chị thi Ngôi Sao Miệt Vườn thì chị được anh Khương tặng cho cây đàn guitar. Wow. Đó. Và bây giờ thì chị mỗi lần mà chị cất tiếng hát thì được bà con cô bác rất là yêu mến. Dạ, em xin mời chị Liên ạ. Dạ, xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để gặp gỡ chị Liên được không ạ? Dạ, em chào chị. Dạ, em xin chào các cô, các bác ở hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Đầu xuân năm mới, chúc các anh, các chị, các cô, các bác một sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Ôi, nhìn thấy chị Liên á, là chiều đến giờ là chị Liên có đến hội quán sớm cũng như là có quay một số bài hát. Thì không biết rằng sau cái chương trình mà mình thi Ngôi Sao Miệt Vườn đó thì cuộc sống của chị Liên cũng như là công việc hay là gọi như là mình có cái gì thay đổi không? Chị cũng từ ngày mà chị thi cái giọng hát Ngôi Sao Miệt Vườn thì chị thấy cuộc sống của chị nó cũng đỡ bớt đi một phần nào. Trong cái cuộc sống nó cũng đỡ khổ hơn. À, là và bớt khổ. Sau đó thường thường chú Khương thì nói chung chú cũng rất là giúp đỡ cho chị những cái lúc mà trước kia chị cũng rất là khó khăn. Nhưng mà so cái phần khó khăn trước kia thì trước 10 thì bây giờ chị cũng còn 7-8. Dạ, mình cũng đã cải thiện được phần nào. Đâu đó là xuất phát từ sự cố gắng nỗ lực của chị, rồi tài năng ca hát của chị. Và điều quan trọng hơn hết là cái tình yêu thương của tất cả quý bà con cô bác, những rất là nhiều những cái tấm lòng đã ủng hộ hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn, yêu thương anh Khương cũng như là yêu thương tất cả những cái thí sinh. Qua đó mà rất là nhiều những hoàn cảnh khó khăn đã được quý bà con cô bác giúp đỡ. Nhân đây thì thay mặt cho anh Khương cũng như là ban tổ chức cùng với hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Dạ, dạ rồi, vậy chắc bây giờ mình sẽ gửi tới một cái nhạc phẩm cho quý bà con cô bác, đúng không chị? Chị sẽ gửi đến cho cô bác và các anh các chị ở Ngôi Sao Miệt Vườn và hội quán này. Dạ. Một bài Vu Lan Nhớ Mẹ. Chị cầu mong các anh các chị san sẻ tình cảm và thứ bảy hàng tuần và thứ ba tới thứ năm và các anh các chị tới ủng hộ cho hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn và chúng em cảm ơn các anh các chị rất là nhiều. Dạ, một bài hát thương. Rất ý nghĩa. Dạ, dạ, nhưng mà bữa nay chị Liên đến đây với ai? Chị đến với thằng con trai chị. Vậy đó hả? Cháu. Hát Vu Lan mà có mẹ có con đi luôn. Dạ. Dạ. Để chị muốn đem thằng cu lên đây để chị tả luôn cảnh Vu Lan đấy. À, dạ. Tả một cảnh Vu Lan. Dạ.
Vậy con trai có lên sân khấu với mẹ luôn không? Mời con trai luôn. Rồi lên đi con trai. Rồi. Ủa là bữa nay hai mẹ con có đi bán vé số không ạ? Chị bán vẫn có vé số, hôm nay chị mang đi là vé số chị bán ngày mai. Vì là nếu hôm nay chị xuống chị về lấy vé số ngày mai, sáng mai chị có số chị bán. À dạ. Vậy là bữa nay có vé số nữa. Con gọi như là hỗ trợ mẹ diễn, trợ diễn. Rồi rảnh rảnh thì mình cầm vé số xuống dưới, mình mời bà con cô bác nghe. Ai muốn ủng hộ mình thì là người ta ủng hộ luôn nha con. Dạ. Dạ em sẽ xin gửi tới một bài Vu Lan Nhớ Mẹ. Dạ. Dạ xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho ca khúc Vu Lan Nhớ Mẹ. Dạ quý vị nào yêu thương thì có thể ủng hộ vài tờ vé số của bé ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Càng nỗi đau nghẹn ngào.
rất là ý nghĩa và hy vọng mà chị sẽ có thêm nhiều sức khỏe hơn nữa để có thể tiếp tục cố gắng trong cuộc sống của mình, và hy vọng mà bước sang năm mới chị sẽ có nhiều niềm vui, nhiều may mắn hơn nữa. Cảm ơn chị Ly rất nhiều. Chị cảm ơn chú. Dạ. Chúc cô và chú tất cả mọi người nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, rất cảm ơn chị Liên ạ. Cả nhà cho chị Liên một tràng vỗ tay ạ. Quý vị thân mến, nãy giờ là chúng ta đã nghe một ca khúc sâu lắng và ý nghĩa rồi. Em nghĩ là bây giờ chắc là mình phải thay đổi không khí một chút xíu. Mình có thể là tiết mục tiếp theo có gì đó vui vui sôi động. Dạ, tiết mục tiếp theo chắc chắn em nghĩ là nó sẽ mang tới một cái không khí dễ thương vui nhộn hơn. Và dễ thương vui nhộn như thế nào thì chúng ta sẽ gặp gỡ tiếng hát tiếp theo. Dạ, em xin mời anh Hải Châu ạ. Dạ rồi, đó quý vị thấy không ạ? Nhìn tạo hình thôi là thấy vui rồi. Rất vui mà rất là chỉnh chu nữa. Dạ, dạ, dạ xin chào hai MC dễ thương và xin chào tất cả bà con. Dạ bà con mình khỏe không bà con? Trời ơi em nằm bệnh viện mới ra thấy bà con khỏe là mừng rồi. Trời ơi. Vui rồi đó, vui rồi đó. Đây cô cũng xin cảm ơn quý bà con rất nhiều đã đến đây ủng hộ cho hội quán Ngôi Sao Việt Dường cũng như là anh Khương Dừa. Thì cũng xin chúc cho tất cả quý bà con là nhiều sức khỏe, và em xin gửi đến tất cả bà con lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay anh Hải Châu gửi đến cho tất cả quý bà con ca khúc gì mà em thấy anh tạo hình nhân vật rất là rõ ràng, sắc nét luôn. Dạ. Dạ, tại giờ từ xưa giờ là em phái danh hài nghệ sĩ là Văn Hương. Dạ. Nên là em thích là tạo hình giống na ná giống nhân vật của chú. Dạ. Nếu mà bà con yêu mến dành cho một tràng pháo tay với bài giọng của hài Vợ Tôi Đẹp Ác. Trời ơi cái bài nghe cũng chấn động nha chị. Mà quan trọng này em hỏi chị Dung Phan trước khi hát, em xin phép hỏi chị Dung. Dù em muốn tải nhan sắc chị Dung cho không? Dạ được, thoải mái. Dạ giờ cho chị Dung quá thân thành vợ em được không bà con? Ngon dạ, rồi. Dạ rồi, dạ rồi. Thôi không lẽ bữa nay được vô thơ ca, vô dạ. Âm nhạc luôn. Bởi vậy, tại chị đẹp quá. Dạ. Dạ rồi, bây giờ em sẽ nhường sân khấu lại cho anh Hải Châu và chị Dung. Dạ, chúc chị may mắn. Tuấn vô trong thiệt á hả? Dạ, dạ, em vô để chị diễn chứ. Chị vô vẫn được, em tả cũng được nữa. Không cần nhìn em vẫn tả được.
Vậy thì mình ở đây mình có thoải mái tả cho nó chân thật kêu nha. Dạ. Dạ. Xuống ngồi đừng quýnh em nghe. Yên tâm. Dạ. Dạ. Dạ vỗ tay cho em cái đi ạ. Dùng xinh lắm ai ơi, nên tôi quý tôi yêu nhất đời, đẹp từ hồ cô tiên nở ở tầng trên cõi bồng lai. Tôi thề tôi nói không sai, tôi thề tôi nói không sai, tôi thề tôi nói không sai. Chị chê bé Dung của tôi nó xấu như là mã len quỳ sâu, chứ còn huyện tôi thì tôi thấy bé Dung của tôi nó đẹp còn hơn là tiện nở hạ dương. Trần thấy con mắt bé Dung ốc bụng còn bản mặt cả chân dần môi bà tái tái như là con mắm chở em bởi bà đặt bà ăn chầu để dâu trong khóa phân lỗ mũi bả to như là hoa mũi kỳ lân răng lúa thơm như thầy cái bừa cao cái súng cái lồi cái thấp cái cao nó chọi dằn nhau như hàng rào trong góc. Tả sơ sơ trên khuôn mặt của nhà bà con. Bây giờ tôi tả dung văn dung vẻ xuống tới tay chân thân thể nè em. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Hai bàn tay bé dung giống như hai nải chuối, đôi ông chân bá tròn lội dâm chân à. Cô bác biết sao không? Hồi nhỏ bà thiếu sông hơi nên mũi dài nó thò lò, tóc phải dùng cứng ngắt như để che giật của kem. Nó mà đang ướp dầu dừa cho láng ướt được mùi hấu. Nhưng bà có không? Bé Dung có xấu xa gì bà cũng là vợ của tôi. Tôi sẽ mê bà hơn là mẹ. Quốc huyện miệng bé Dung rộng lên còn người ba dài nên nói chuyện kia cà lắm. Bé Dung của em tuy là đàn bà con gái, những nước da của bà thì đẹp trai như đồng. Từ đồ xa quê bé Dung anh cất bước theo chồng cần cổ và cùng gỗng em. Bởi bà đặt bà đeo phiền như nhõng nhảnh, ngón tay bà ô về bà cũng bà đặt bà đeo những vàng ý. Phải bà cao không có nói bà chi, trời ơi đằng này bà lùng sụp mà bà đầu đi thi qua hậu nữa cha. Mỗi khi đưa con bé Dung cất lên tiếng hát, bà con tưởng đâu là đại bác con liền rồi. Hey, you.
dầu đục chấm gần là nói chuyện vô duyên đó bà con ơi. Nói bà con biết nghe, hộp dịch mà má ăn mười hộp trống lần cơm một bữa nghe. Bà cho vô đâu tám tô vậy rồi bà chán miệng cho bốn năm cái dĩa chuối chân nữa cháu. Mỗi khi dẫn bà xuống hậu quán ngôi sao Việt Vườn đi chào nghe, ta nói ở đây thôi thì nào đổi nè cà ri nè bún chả nè, nào đem rỗi cà ri bún chả bé dùng bà ăn làm sao mà ông không vừa phải kêu ở chào nhau. Yêu giờ mình tôi nói tôi yêu hey, khi xa nói tôi thương nhớ nhiều là nhiệm vụ nêu gương sáng vì chồng săn sóc đàn con tươi đẹp hơn cánh hoa xuân, tươi đẹp hơn cánh hoa xuân, tươi đẹp hơn cánh hoa xuân. Dạ hết ạ. Dạ xin cảm ơn quý bà con rất nhiều. Hay quá anh ơi, thật sự luôn. Chưa bao giờ em nghe ai tả cái nhan sắc chị Dung vậy. Em có thêm một cái khám phá mới gì chị Dung? Chị Dung nói gì đi chị Dung. Chị thấy sao? Ông đứng đứng đi nè, ông quýnh tôi. Ở đây, em đứng giữa, ok, em đứng giữa, em bảo vệ. Không biết nói gì luôn á. Lên tả mà trời ơi, ở dưới kia ba Minh rồi mọi người nói trời ơi đúng quá, trời ơi đúng quá. Trong khi mình lên tới trên này. Không, ý là em tả xấu nhưng mà em vẫn yêu đúng mà con. Mặc đúng dù rồi. Vợ mình xấu nhưng mình vẫn yêu. Vợ đẹp là vợ Khương Dừa, còn vợ xấu vợ em. Một tiết mục rất là dễ thương đúng không cả nhà? Và thật sự là giống như Hải Châu nói đó, vợ mình thì cho dù là như thế nào thì vẫn là number one đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Dạ cũng xin cảm ơn quý bà con và em cũng xin cảm ơn những cành hoa và những chào hoa tay của tất cả quý bà con và anh với chị ở đây. Em xin chào quý bà con và hẹn gặp lại bà con ở tất cả các đêm giao lưu ca nhạc sau nữa được không ạ? Dạ em xin chào ạ. Dạ xin cảm ơn anh Hải Châu rất nhiều. Dạ tuần hy vọng nào sẽ cũng gặp tới lại. Nha, tuần nào dạ, cũng tới dạ nha. Dạ. Dạ. Em thấy cái bài nãy của ảnh mà đi khai trương thẩm mỹ viện là xuất sắc luôn đó chị. Dạ. Này mà vô nha khoa có cái đoạn mảnh tạ cái răng á trời ơi là trời. Dạ. Quý bà con thân mến, hội quán ngôi sao Miệt Vườn thì luôn nhận được tình yêu thương của tất cả quý bà con, đặc biệt là những bà con yêu nhạc, và có những thí sinh có những giọng hát mà đến từ rất là xa, mặc dù cái quãng đường rất là xa nhưng mọi người vẫn dành thời gian đến đây để tham gia biểu diễn giao lưu cùng với tất cả mọi người. Và tiếp theo sau đây sẽ là một cô bé rất là dễ thương, và bạn nhỏ này thì cũng đến từ Bình Dương, dạ, đi từ Bình Dương đến với hội quán ngôi sao Miệt Vườn rất là xa để có thể gửi đến tiếng hát tới tất cả mọi người. Dạ, em nhắc tới đây thì chị Dung biết đó là bé nào không? Hồi nãy ở trong hội trường là chị có tiếp xúc cũng như là trò chuyện với bé Ngọc Anh. Dạ. Không biết là có phải không? Dạ, chính xác rồi ạ. Rồi, xin mời bé Ngọc Anh lên sân khấu ạ. Dạ, và ở hội quán ngôi sao Miệt Vườn thì rất là mong cái bà con cô bác mình yêu thương, yêu thích ca nhạc thì mình có thể đến với chương trình, mình có đến mình thử giọng rồi sau đó là mình sẽ đến giao lưu vào tối thứ ba và tối thứ năm. Và đặc biệt là chương trình Ngôi sao Miệt Vườn mùa 3 đang bắt đầu chuẩn bị casting, quý bà con mình có thể đến đăng ký cũng như là giới thiệu cho chồng xóm láng giềng của mình, những ai yêu thích âm nhạc đều đến đăng ký Ngôi sao Miệt Vườn mùa 3. Dạ. Rồi, bé Ngọc Anh ở đây rồi. Quý vị dành cho Ngọc Anh một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? À, Ngọc Anh ơi, con gửi lời chào đến tất cả các ông bà cô chú đi. Dạ, dạ vâng, con là Kim Tiễn Ngọc Anh, con kính gửi lời chào đến bà con cô bác mình, một điều thương và trân trọng nhất ạ. Dạ, hôm nay con rất là vui vì con được có mặt tại hội quán ngôi sao Miệt Vườn. Con đến đây con sẽ đem bài hát của mình để mà phục vụ cho bà con ngày hôm nay. Và sau đây con xin tặng cho bà con mình là một ca khúc rất ý nghĩa. Vẫn còn chúng ta cũng vẫn còn không khí ngày xuân nên là con sẽ tặng cho bà con mình là bài hát Hỏi Nàng Xuân ạ. À. Wow, Hỏi Nàng Xuân. Rồi. Dạ, bà con cùng thưởng thức ạ. Là Ngọc Anh hát luôn ha. Dạ. Ngọc Anh bước tới chút nữa. Rồi. Dạ. Cả nhà cho Ngọc Anh tràng vỗ tay thiệt lớn ạ. Đầu một nấm đi lấy lông
chân thân thân người cầu mong giá đau phút lòng thay thong pháo xuân mơ hồi muôn lòng lặng lặng mà nghe câu chúng theo câu cô bạn anh em đám nhỏ sáng sầu cha mẹ tôi thường xa xuân đang nở đầy hoa năm nay xuân đến đêm vui lúa là ông bướm phây quanh thân nhà đâu nàng câu chuyện tình xa nhà nhà mừng xuân xây pháo đông đưa mâm bánh trưng xưa hấu đỏ sao rất là tươi thắm, rất là xinh đẹp của các cô bà con mình đã tặng và tặng cho con ạ. Làm lòng mà nghe câu chúc cũng năm mới con xin chúc bà con mình một năm mới được nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng phát tài phát lộc ạ. Xin cảm ơn rất nhiều và con mong bà con mình sẽ luôn luôn ủng hộ tiếng hát của con cũng như là ủng hộ con bằng cách là bấm đăng ký kênh YouTube của con là Kim Tiểu Ngọc Anh ạ. Lần nữa con xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ rồi, quý vị nhớ ủng hộ cho Ngọc Anh thật là nhiều, quá dễ thương luôn. Và thay mặt chương trình thì cũng chúc Ngọc Anh là em sẽ có nhiều sức khỏe hơn, chúng ta sẽ có thêm nhiều cái cơ hội để được hát cho quý bà con cô bác nghe, và đặc biệt là những sản phẩm âm nhạc của em cũng sẽ được cho đông đảo quý bà con cô bác đón nhận nha. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ. Ngọc Anh là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay là em 18 tuổi rồi chị. Vừa tròn 18 tuổi. 18 tuổi, một cái tuổi rất là đẹp. Và
anh tin rằng là tất cả quý bà con cô bác ở đây cũng đã có những cái ký ức rất là đẹp từ cái tiếng hát của em, rất là ngọt ngào luôn. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ bà con cô bác mình nhớ đăng ký kênh YouTube của Ngọc Anh nha. Rồi bây giờ Ngọc Anh vào trong nha. Cảm ơn Ngọc Anh. Đặt rồi ở đây với chị. Có mẹ đây rồi. Còn bài hát tiếp theo của chúng ta đó chính là Em Đi Trên Cỏ Non cùng với sự thể hiện của Yến Thi. Rồi Yến Thi ơi, mời em lên sân khấu nào. Dạ xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho Yến Thi. Trời ơi, rất là xinh xắn, duyên dáng, dễ thương luôn. Yến Thi đứng xích lên chút. Dạ. Yến Thi giới thiệu đi. Dạ con tên là Yến Thi, con đến từ Long An, con sinh năm 2006. Con xin gửi đến cô chú anh chị, ông bà có mặt ở đây một bài hát mang tên Em Đi Trên Cỏ Non. Mọi người lắng nghe. Rồi xin mời Yến Thi. Mình hát luôn nha. Chưa đứng nhìn dối dịch chiều hai.
xuống nơi phù sa, thơ mẹ đời cha thương lòng như xuống nơi phù sa. Dạ cô cảm ơn cô chú đã lắng nghe, con cảm ơn rất nhiều. Hay quá con gái ơi. Rất là nhiều, thi rất là nhiều, một giọng hát rất ngọt ngào, còn rung quá hả? Anh cũng có một xíu thắc mắc, tại vì thi thì chỉ mới có 2006 thôi, nhưng mà thường thì các bạn trẻ sẽ thích những cái thể loại nhạc mới hơn, những nhạc trẻ phù hợp với lứa tuổi của mình. Nhưng mà tại sao Thi lại yêu thích cái nhạc dân ca và thể hiện một ca khúc dân ca trong buổi tối ngày hôm nay? Dạ, tại vì em thấy nó rất là mộc mạc, nó đậm chất miền Tây là quê em sống. Qua cái hình ảnh vừa rồi mà Thi truyền tải thì quý vị thấy là nhạc dân ca, nhạc quê hương, những bài hát về tình yêu quê hương, đất nước luôn là một cái gì đó mà mang đến cho cảm xúc của tất cả mọi người. Và không chỉ là những người lớn không đâu, mà tất cả những bạn trẻ cũng có rất là nhiều bạn yêu thích và dành cái tình yêu rất là lớn cho nhạc dân ca. Và Thi cũng là một trong những cái ví dụ đó, mà quý vị thấy là nhạc dân ca đẹp vô cùng, đúng không ạ? Tin chắc rằng quý vị sẽ còn yêu thương và ủng hộ nhạc dân ca nhiều hơn nữa với những giọng hát trẻ như thế này. Dạ cô xin cảm ơn rất nhiều. Dạ cảm ơn Thi rất nhiều. Hy vọng rằng những tuần tiếp theo thì Thi vẫn đến để giao lưu với lại hội quán. Và một giọng hát rất là đẹp đúng không Tân? Dạ rất là đẹp, rất là ngọt ngào, rất là sáng. Và chắc là bây giờ tiếp theo, nãy giờ là chúng ta đã nghe những cái bài hát ngắn rồi. Bây giờ mình đổi một chút xíu thưa quý vị. Chúng ta sẽ theo dõi một trích đoạn. Dạ, một trích đoạn cải lương. Và trích đoạn đó là gì thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với tiếng hát tiếp theo. Dạ rồi, em xin mời anh Tính ạ. Xin mời anh Tính bước lên sân khấu để giao lưu cùng với tất cả quý vị. Và hồi nãy thì anh Tuấn có chia sẻ trong hậu trường là anh Tuấn chạy hơn 200 cây số để lên tới đây. Dạ, rồi. Anh Tính là anh Tính đến từ đâu ạ? Anh đến từ Hậu Giang. Trời ơi, là từ Hậu Giang chạy lên đây luôn. Là chạy hết bao nhiêu tiếng đồng hồ? Chắc khoảng 4 tiếng rưỡi. Dạ, là hôm nay mình lên mình có công việc gì không? Hay là mình chỉ chạy lên để đến hội quán hát thôi ạ? Tại lên giao lưu và chạy xe về. Trời ơi, chịu chơi không quý vị? Dạ, lên chạy từ dưới Hậu Giang lên đây không, lên giao lưu hát cái. Nhưng mà cái nguyên nhân là gì? Cái đã lý do dạ, là gì mà rồi. Tại sao anh lại làm như vậy á? Tại một là có cái máu dân nghệ, yêu dân nghệ. Cái thứ hai nữa là thương mến anh Khương Dừa, gặp được anh Khương Dừa. Dạ. Ôi. Thương mến anh Khương Dừa. Nhờ Khương Dừa cũng là một thần tượng. Wow, nhờ những người yêu mến anh Khương Dừa như vậy mà chúng ta đã có được một cái chương trình mà đã được đông đảo khán giả đón nhận và là một cái món ăn tinh thần cho tất cả mọi người. Và tất cả quý vị ngồi đây cũng đều xuất phát từ tình yêu thương cho anh Khương Dừa cũng như là team của anh Khương Dừa. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn anh Tính nữa. Rồi, lúc nãy em nghe anh Tính nói là anh Tính gửi đến tất cả quý bà con cô bác một cái trích đoạn cải lương. Anh Tính có thể nói về trích đoạn cải lương này được không ạ? Trích đoạn trong vở tuồng cải lương Tô Ánh Nguyệt, hai câu vọng cổ 46. Dạ, rồi và bây giờ em, chị Dung cũng như là tất cả quý vị đang sẵn sàng để lắng nghe tiếng hát của anh. Xin mời anh Tính ạ. Ngọn ngang bao nỗi xót đau vô hạn bao con.
mà con không hiểu được nỗi buồn đau của mẹ con đã cứu mạng rồi dẫn con trong cảnh cơn bão. Bao nhiêu tội nhục đắng cay quằn nặng đôi vai của người mẹ hiền lành. Cuộc đời của mẹ con là chuỗi ngày dài đêm tối được tiếp nối bằng môi sâu thương yêu và tình đôi nhà dân dương. Mẹ của con đã hy sinh trước sau tròn vẹn, vậy mà nói cố kia con nào đâu có rõ, rồi kết án ghé trinh tệ bạn nặng lời. Rồi con xin phép má đây cho con đi tìm mẹ để chúng con lo bề mà phụng dưỡng sớm. Cho anh xin cảm ơn anh Tấn rất nhiều ạ. Rất là dễ thương, một trích đoạn cải lương rất là quen thuộc đối với những ai yêu mến cải lương. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ thêm một tiếng hát nam nữa. Dạ em xin mời anh Tùng ạ. Dạ. Lời nói đầu tiên cho Nguyễn Tùng kính chúc bà con cô bác được dồi dào sức khỏe ạ. Dạ trời ơi chuyên nghiệp quá quý vị. Anh Tùng đi hát thường không anh Tùng? Dạ không anh, ít lắm anh, đi dạ, đám thì lên. Hát nhiều anh. Dạ đi đám, thường là mình hát ra những cái nơi nào ạ? Dạ đám cưới. Dạ đám cưới. Anh Tùng đến từ đâu anh Tùng? Dạ em đến thị xã Gò Công ạ. Dạ anh đến từ thị xã Gò Công. Hầu như là tất cả các ca sĩ của chúng ta đa số là đến từ miền Tây, đến từ những tỉnh mà có khoảng cách rất là xa so với thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà mọi người vì tình yêu âm nhạc và yêu mến Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn mà đến đây. Hôm nay thì anh Tùng sẽ gửi đến cho tất cả quý bà con cô bác ca khúc gì ạ? Dạ hôm nay Nguyễn Tùng gửi đến bà con cô bác một nhạc phẩm mang tên Yêu Cô Gái Bạc Liêu, sáng tác Thanh Sơn. Mời bà con cô bác cùng thưởng thức ạ. Dạ một tràng pháo tay thật lớn cho Yêu Cô Gái Bạc Liêu. Nghe em hát gì bạn yêu mà lòng
con cô bác rất nhiều ạ. Chúc bà con cô bác buổi tối thật vui vẻ ạ. Xin cảm ơn và tạm biệt. Dạ, rất là cảm ơn anh. Một ca khúc rất là hay và ý nghĩa. Dạ, cảm ơn anh. Dung dăng dung dẻ nha. Trời ơi, vậy là có coi kênh em luôn. Vậy đó hả? Có kinh nhiều lắm, coi kinh. Sao vẫn còn ngung dữ vậy này trời? Không có, từng ca không rung mà sao xuống nó rung mà. Vậy đó hả? Ca không rung mà cứ ngưng xuống cái là rung. Dạ. Đứng kế bên người hay đẹp đẹp đó, thì rung. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn bà con cô bác rất nhiều ạ. Anh tạm biệt ạ. Dạ, rất là mong những tuần tới thì vẫn tiếp tục gặp lại anh trong giao lưu của tại hội quán ngôi sao miệt vườn. Dạ, tiếp mục tiếp theo Dung xin mời lên sân khấu anh Chí Hiếu ạ. Dạ. Và bà con cô bác mình có thể cắt giọng của mình cũng như là thử giọng của mình. Những ai yêu âm nhạc, những ai yêu thích hát thì mình có thể thử giọng để những tuần tới mình có thể giao lưu tại đây ạ. Dạ. Và lời nữa đầu tiên Lê Chí Hiếu chào toàn thể dịch quý em, lời chào chân thương và trân trọng nhất ạ. Trời ơi, nhìn thấy rất là đậm chất nghệ sĩ luôn ạ. Không biết rằng anh có thường xuyên đi ca hát hay là mình có phải là nghệ sĩ không? Dạ em cũng đi giao lưu á chị. À dạ là cũng thường xuyên mình hát rồi mình giao lưu. Dạ. Và bữa nay thì anh sẽ gửi đến quý bà con cô bác ca khúc nào ạ? Dạ, để tiếp tục chương trình, Lê Chí Hiếu gửi cho toàn thể quý vị khách quý một bài tân cổ Tiền Thắng Tình Thua. Dạ, cả nhà anh Chí Hiếu một tràng vỗ tay thiệt lớn ạ. Dạ. Dạ, và quý bà con cô bác, Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 đang chuẩn bị vào casting. Cả nhà mình ai mà yêu thích âm nhạc thì mình có thể đăng ký cũng như là giới thiệu cho bạn bè cũng như là bà con cô bác để mình đăng ký casting Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 nha cả nhà. Dạ. Em mời anh, mình nhìn bài luôn nha. Tiền thắng tình thua, tiền thắng tình thua, tiền thắng tình thua. Ngày đầu yêu nhau anh hỏi em sao em thì em nói em yêu tiền là hư vô, xin lỗi em không cần, chỉ cần yêu nhau em chấp nhận thương đau. Rồi ngày hôm nào anh hỏi em câu rằng chuyện tình sao em thì làm sao để đối diện với thương đau đành nghẹn ngào ôm hận tôi. Ngày tháng bên nhau trao niềm vui ngắn ngủi, em vội vã quay lưng quên hẹn ước buổi ban đầu. Người đổi trắng bởi cuộc sống muôn màu, thân gái nhà quê em bước chân vào thế sự, đời nghệ sĩ nghèo tôi không giữ được tình yêu. Người ở bên người tôi đêm bước cô liêu, ngậm đắng nỗi đau đời quá nhiều gian dối. Em chọn chữ tiền nên bán dội thi chung đạo lý mong lung tiền mới cùng thế.
tâm hồn luôn cả cao. Nhìn em mắt môi ngọt ngào, hương hoa đồng ba hồng duyên dáng, tình yêu thầm như ma, ta đắm say mộng lành không trái ngang. Nay đâu ngờ dở dàng người ơi, trắng anh dòng tình quên lời hứa luôn vì dùng. Tiếng là phù du thôi, ôi cha chua đắng môi. Em đã xa tôi rồi thì đành chia phôi, như nước theo dòng trôi ba trắng tựa dối. Em nói rằng tìm đâu đối tình, em bỏ tình cho ai với tiền. Tiếc nuối thân em bước lạc lầm, để cho hiếu ba sừng heo tàn hương xăng, bởi ông phải xa lỗi do anh nghèo nên người ta xem như thoáng qua. Một mái nhà tranh đôi tim vàng là áo mong, vì chớ hẹn sang người giống phụ tình người. Tiền mua được vàng son không mua được nụ cười, chị nghèo không biết phải làm sao. Nhìn em nghẹn ngào tôi tan nát lòng đau, bởi ham găm lụa phồn quá em lao vào bóng tôi. Vì chút thương thừa đem cuộc đời em đánh đổi, vì hai chữ kim tiền em bán dối tình. Tình nghèo như anh chung thủy yêu em nhiều, tình giàu như ai thì chưa chắc yêu chung tình. Nghèo tiền như anh xin lỗi em không cần, giàu tiền như ai em chấp nhận yêu sang. Cái giá đời em đổi tiền mua bằng vàng, hạnh phúc niềm tin đâu ai bán cho mình. Tôi nghèo tiền em toan tính rẻ khinh, tôi không giận bởi nhân tình thế thay. Sống sao cho phải với lòng, đừng đem nhân chân đánh đồng nghĩa nhân. Dạ, một tiếng hát ngọt ngào đến từ anh Chí Hiếu. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Và hy vọng mình sẽ gặp lại anh trong nhiều lần hơn nữa tại Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn ạ. Dạ, chúc anh có một năm mới thật nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh ạ. Dạ. À, quý vị thân mến, và tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với một tiếng hát cũng rất là dễ thương của Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, em xin mời chị Ngọc Bích ạ. Trời ơi, chị Ngọc Bích hôm nay mặc một chiếc áo bà ba đã rất là dễ thương, rất là đậm chất miền Tây luôn. Dạ rồi, chị Ngọc Bích, mình đứng gần quý vị khán giả một xíu. À, hôm nay là lần thứ mấy chị Ngọc Bích đến với Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn ạ? Dạ, lần đầu tiên. À, lần đầu tiên dạ, luôn. Xin chào tất cả quý vị, bà con, cô bác ạ. Dạ, chúc quý vị, bà con, cô bác bữa nay có một đêm nghe nhạc thật vui, thật ý nghĩa. Dạ, xin cảm ơn. Em hơi rung xíu. Dạ, mình đến từ đâu chị Ngọc Bích? Dạ, em đến từ Tiền Giang. Dạ, Tiền Giang. Vậy là mình đi từ Tiền Giang lên đây để mình tham gia biểu diễn tại Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn luôn. Em mới lên đây xin việc, dạ, em cũng lên đây mấy bữa rồi. Dạ, hiện tại thì mình đang làm công việc gì hả chị Bích?
chưa xin luôn, là mới xin thôi. Dạ mới xin mà ghé hội quán hát trước. Dạ quý vị đam mê văn nghệ cái gì gì ghé hội quán hát trước đã, cái được mình mới tính cái khác đúng không ạ? Dạ xin việc sao, trời ơi chấn động. Dạ rồi hôm nay chị Ngọc Bích sẽ gửi đến cho quý vị ca khúc gì nè? Dạ em xin gửi đến tất cả bà con cô bác bài cũng rất là dân dã, rất là đồng quê, rất dễ thương. Dạ bài Hồng Quê ạ. Dạ rồi quý vị cổ vũ cho chị Ngọc Bích thật nhiều được không ạ? À, đừng có run nha, cổ lên. Dạ.
một giọng hát rất là ngọt ngào, dễ thương ạ. Ủa dạ, đợt này mình lên thì mình tính xin việc, việc gì chị? Công việc của mình á? Dạ, cũng có anh bạn bên trung tâm dạy nhạc thiếu nhi á. Cũng mời qua bánh, giống mình đi dạy đón phụ huynh. Mình hướng dẫn để mà cũng như để hướng dẫn mấy em là cũng tư vấn á. Tư vấn để các em chọn được những cái khóa học cũng như là mình hỗ trợ các em để các em tự tin hơn khi mà đến học thanh nhạc. Cảm ơn chị. Chúc chị công việc lúc nào cũng thuận lợi nha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, rất là cảm ơn chị. Dạ. Lên Sài Gòn cái là ghé hội quán hát trước cái đã rồi tính tiếp cả nhà, rất là vui luôn. Dạ, và tiếp theo thì em xin mời chị Thắm ạ. Một tiết mục tiếp theo xin mời chị. Dạ, và một tảo dài rất là thước tha và rất là chỉnh chu. Bà con cô bác mình ai mà yêu thích âm nhạc thì mình có thể đến hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn để mình cast cũng như là mình thử giọng để tiếp tục giao lưu vào những tuần tiếp theo ạ. Dạ, và hơn 500 người đang xem livestream trên fanpage của hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Dung xin cả nhà mình cho mỗi người một lượt chia sẻ để chương trình mình càng ngày càng lan tỏa cũng như là lan xa hơn ạ. Dạ, cảm ơn cả nhà. Dạ. Lời nói đầu tiên Thắm xin gửi lời chào đến tất cả bà con cô bác có mặt hội quán hôm nay, một lời chào thân thương nhất. Trời ơi, rất là đẹp luôn. Chúc tất cả mọi người có một đêm nhạc rất là vui. Dạ. Dạ, sau đây Thắm xin gửi đến tất cả bà con bài hát tân cổ được mang tên Qua Mùa Trắng. Dạ, là mình trình bày luôn, mình hát luôn nha. Dạ, xin mời chị. Dạ. Trắng
qua mùa. Dạ xin cảm ơn những cành hoa thân thương của chị, xin cảm ơn. Dạ cảm ơn chị rất nhiều. Dạ một giọng hát rất là ngọt ngào.